Chào tất cả anh em nha. Hôm bữa là em có quay con clip Kubota KND40 á, thì em chỉ quay review sơ thôi. Hôm nay là em đang quay test nổ cho anh em mình xem thử tiếng máy nó như thế nào nè. Đây Kubota nè. Thì con này là công suất nó là 4 HP, 4 đến 5 HP nha. Đây KND40, đó tua 2000. Cái loại này là thuộc về dạng đồ cổ đó nha anh em. Đồ cổ nhưng mà nó rặt, nó cũng còn khá là mới nha anh em. Lốp liếc đồ còn chấn bum nha. Đây em quay kỹ hơn nữa nè. Đó. Lốp liếc bánh chớ còn rất là mới luôn nha. Này. Đó, bao nhớt nè, nó tinh luôn. Rồi để em nhờ anh Thợ test nổ nha, nổ thật. Nổ. Ga. Dẫn ga lên. Đây giữ máy cho. Con này anh em mua giờ mình chạy bơm nước đồ là thành tàn rất là ngon luôn anh em. Đó. Nó ra nhỏ lại. Đó. Đưa tắt máy. Đúng rồi. Giữ ra không đi. Đó nó nổ rồi. Rất là ngon luôn em. À. Thôi hám là con này anh em chạy bơm nước và canh đi cái này là xài bơm nước rượu đồ rất là ngon luôn nha anh em. Đó chạy cả ngày luôn, chạy canh đi cái này là chạy cả ngày luôn, bao lưỡi dầu luôn anh em. Anh em đi ra cửa này là chạy cả ngày luôn. Đó đây nè. Canh tay phải nhuyễn nhuyễn như luôn em. Máy nó cổ thuộc về nó cổ mà nổ cửa này thì khỏi chơi rồi. Đó, nổ rồi.
như vậy là đi bơm nước ruộng là chạy cả ngày là bao lưỡi dầu luôn. Rồi đây Kubota KND40, công suất nó là 5,5 HP nha. Đây con này anh em mua về bơm nước ruộng đồ ha, cực kỳ ngon luôn. Rồi anh em nào mà ưng thì anh em liên hệ qua số điện thoại 0913 948 706 giúp em nha anh em. Máy móc rồi còn mới tinh, đầu có lắp nè, sơn green luôn. Rồi anh em nào muốn xem máy thì qua trực tiếp thì có thể tới cửa hàng nào ba địa chỉ là quốc lộ 56 277 đường Hùng Vương, thị trấn Ngai Dao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Và số thì cái địa chỉ là em có để dưới phần miêu tả, anh em có thể kéo xuống xem nha. Còn giá cả thì anh em liên hệ qua ông chủ em nha. Qua là số điện thoại là 0913 948 706. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Anh em nào xem video thấy hay thì cho em một like, một share và nhớ subscribe kênh em để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em nha. Chúc anh em một buổi trưa vui vẻ nha.